Chế Linh, một mai tôi qua đời, thân xác này xin nằm lại quê hương. Trở về nước để thực hiện tour diễn kỷ niệm 60 năm ca hát sau 3 năm dịch bệnh, được khán giả chào đón nhiệt thành, cảm xúc của ông thế nào? Quả thật tôi may mắn vì còn có cơ hội để trở về, được hát cho chuyện với khán giả. Có rất nhiều nghệ sĩ và người thân của chúng tôi đã ra đi sau dịch Covid, vì thế lần này trở về trong tôi có nhiều cảm xúc, vừa hạnh phúc, vừa xúc động, mùi ngùi nhớ thương. Tôi cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình sức khỏe để trở về quê hương, được hát cho khán giả của mình. Với nhiều người trẻ khi đại dịch đi qua, họ nghiệm ra ý nghĩa của tình yêu thương, của sự nỗ lực đồng lòng. Với một người lớn tuổi như ông, đại dịch Covid đi qua để lại trong ông điều gì? Tôi nghiệm thấy cuộc sống này vô cùng giá trị, giới trẻ nhìn vào quá khứ và tìm tương lai mới hơn. Quá khứ nằm trong hồi ức, không thể quên, nhưng mình phải hướng đến những điều mới mẻ. Một số bạn trẻ gặp tôi trong hành trình đi diễn nói rằng họ không ngờ được ngồi với tôi trong thời gian này, bởi vì như tôi đã già rồi mà vẫn khỏe mạnh. Tôi thấy lớp trẻ bây giờ nghĩ hay hơn mấy năm trước nhìn rộng hơn, bao dung hơn với cuộc đời. Tôi nhìn thấy như vậy, cảm thấy rất sung sướng. Vậy trong thời gian đại dịch ông đã sống thế nào? Sau 2 năm dịch bệnh lắng xuống tôi mới nhận show bên Mỹ, không ngờ sau đó dịch bùng phát trở lại nhưng đã nhận lời rồi vẫn phải đi. Trong buổi diễn tất cả khán giả đều đeo khẩu trang, khi hát xong tôi vào hậu trường tháo khẩu trang, khán giả cũng tháo khẩu trang để chụp hình với nghệ sĩ. Khi còn hai buổi diễn nữa thì tôi đã gục ngã vì mắc Covid mà không dám nói với ai. Tôi và vợ tự cách ly trong khách sạn bạn bè và khán giả biết họ nấu ăn để ở sảnh khách sạn cho tôi tưởng không nặng nhưng hóa ra tôi bị rất nặng sau đó khi khỏi bệnh tôi còn hát vài show nữa mới về lại canada khi nhận được lời mời về nước biểu diễn tôi đã rất băn khoăn tôi sợ chính mình lại là nguồn lây bệnh cho bà con khán giả của mình nhưng mà tôi nhớ việt nam quá lại đành trở về tôi đã có lời hứa một năm ít nhất về nước một lần hát nhưng kỳ này đã ba năm trôi qua tôi chưa trở về như ước nguyện về tới việt nam tôi cảm thấy quê hương thật bình an ông nhắc nhiều đến quê hương vậy với ông khái niệm quê hương có gì đặc biệt với tôi quê hương là bao kỷ niệm tôi may mắn hơn rất nhiều người tôi may mắn hơn rất nhiều người khi được đi khắp giải quê hương để hát trong đó có cả mảnh đất mà dân tộc trăm của tôi sinh sống từ nguyên nhân đến phan rang phan thiết về lại quê hương tôi không chỉ tìm lại kỷ niệm mà còn gắn cả những thương yêu giữa chế linh với khán giả quê hương khán giả cho tôi nhiều lắm cho nên tôi phải trở về đem hình hài này giọng hát này đến với khán giả tôi rất cảm động trước tình cảm khán giả với nhạc bolero Yêu quê hương như vậy sao ông không về nước để sống những ngày tuổi già? Quê hương luôn ở đó trong trái tim tôi, dù có sống ở mảnh đất nào trên trái đất này, không nhất thiết phải về quê hương dưỡng già mới là yêu, nhưng nhất định sau này nếu tôi có qua đời thì cho cốt thân xác này sẽ về với quê hương. Trong 60 năm ca hát và sáng tác của mình, ngoài khán giả ông thấy mình được gì? Tôi thấy hạnh phúc khi khán giả hết lòng ủng hộ mình. Hôm vừa rồi diễn, thấy khán giả đứng lên hò hết tên mình, tôi đã trực rơi nước mắt vì cảm động. Tôi cũng có những mất mát riêng tư, những người thân yêu là cha mẹ đã không còn để chứng kiến những thành tựu của mình. Còn cái được thì nhiều, không chỉ có ca sĩ Chế Linh mà còn là nhạc sĩ Tú Nhi nữa. Hai cái tên được yêu thương đến tận bây giờ. Vì thế tôi cố gắng giữ sức khỏe để biểu diễn hay nhất, đền đáp tình thương yêu của khán giả. Dĩ nhiên, khả năng có thể vơi đi, nhưng tôi chưa dừng lại được, phải luyện tập hàng ngày, vì vẫn còn sự thương mến ấy ngồi nghĩ lại chặng đường đã qua ông có hối tiếc điều gì không tôi không hối tiếc điều gì cả thậm chí rất mãn nguyện nữa thoạt đầu tôi suy nghĩ không được tốt như bây giờ vì có nhiều hoạn nạn trong đời sống và suy nghĩ có lúc còn hạn hẹp nhưng giờ thì không mọi nỗ lực của tôi đã được đền đáp tôi đã đứng trong hàng ngũ những ca sĩ có tên tuổi dù ở đâu trên thế giới tôi vẫn luôn tự hào mình là ca sĩ việt nam ông viết nhiều tác phẩm với bút danh tú nhi và lưu trần lê ở tuổi này ông còn sáng tác chứ Tôi vẫn viết các tác phẩm mới cũng sẽ nằm trong tập nhạc của tôi, sẽ cho ra mắt trong thời gian tới đây. Trong các nhạc sĩ hầu như ai cũng có tập nhạc riêng. Lúc đầu tôi cho rằng điều đó không cần thiết, nhưng sau này tôi nghĩ mình cần xuất bản tập nhạc như mong muốn của khán giả. Ở tập nhạc của tôi, ngoài phần bản nhạc, tôi còn viết về những kỷ niệm nguồn gốc của những bài hát của mình. Phong cách âm nhạc của ông ảnh hưởng đến nhiều nghệ sĩ. Ông hiện có dạy học trò nào không? những người yêu mến tôi lấy tác phẩm của tôi đi hát như thế cũng là một cách tôi đào tạo rồi hơn nữa tôi là người đầu tiên ở việt nam làm karaoke rất nhiều người hát kể cả trẻ nhỏ ở hải ngoại điều này khiến tôi hạnh phúc vì đã góp phần mang đến niềm vui cho họ Ông có không ít truyền nhân, họ chịu ảnh hưởng từ ông rất nhiều. Trong số đó, ông thấy tin tưởng và tự hào về ai nhất. Tôi không cho rằng mình có truyền nhân và tôi cũng không chủ trương làm điều ấy, bởi vì tôi là người rất khó tính. Nếu có dạy bảo hết các bí quyết mà họ làm không ra thì sẽ mang tội với khán giả. Tuy nhiên, trong các cuộc nói chuyện của mình, tôi vẫn chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, tôi vẫn thường xuyên theo dõi các em, các cháu, coi đó là một sự động viên. Có thể sau này tôi cũng sẽ có được một người được gọi là truyền nhân như thế hiện nay có giọng ca bolero nào chinh phục ông hoàn toàn không chưa có tôi chưa tìm thấy người ấy kể cả những đứa con tôi các em hát hay nhưng lại không theo những tiêu chuẩn tôi đặt ra nhưng chúng ta nên vui và chấp nhận vì họ đã mang đến vườn hoa đa màu sắc trong âm nhạc tuy nhiên cũng đừng phá cách quá nhiều vì sẽ mất đi bản chất của dòng nhạc tôi khuyên các em muốn đi xa thì nên học hỏi đừng mắc cỡ học từ trường lớp và ở những tiền bối có kinh nghiệm tài sản âm nhạc của ông sau này ông định sẽ thế nào Tôi đã làm di chúc rồi, tài sản của tôi từ đồ dùng cũ nhất đến mới nhất, kể cả âm nhạc, sẽ được dành cho khán giả. Tôi mong muốn có một nhà lưu niệm nhỏ tại Việt Nam, nơi khán giả có thể tìm đến để nhớ về tôi, và giá trị từ những kỷ vật ấy sẽ dành cho một quỹ từ thiện nào đó. Con đường phản quốc của Khánh Ly Giọng hát Khánh Ly gắn liền với nhạc trịnh công sơn, nhạc sĩ được nhiều người mến mộ. Thế nhưng Khánh Ly hầu như không giữ gìn tình cảm của khán giả dành cho mình. Sau khi rời Việt Nam sang định cư tại Mỹ, Khánh Ly liên tục có những hoạt động chống quê hương bằng nhiều hình thức khác nhau. Khánh Ly sinh ngày 6 tháng 3 năm 45 tại Hà Nội. Năm 54 Khánh Ly theo mẹ di cư vào miền Nam. Năm 62 Khánh Ly bắt đầu hát tại các phòng trà Sài Gòn. Khánh Ly gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Đà Lạt. Phát hiện giọng ca đặc biệt của cô ca sĩ trẻ, Trịnh Công Sơn đã mời Khánh Ly về Sài Gòn. Khánh Ly xuất hiện trong làng ca nhạc những năm đầu của thập niên 60 với những bài hát được Donny đóng giày. Vẫn xác định ở lại Việt Nam, nhưng sau khi được tin người chồng là lính ngụy đã tử trận, nghe lời người thân khuyên, Khánh Ly ôm ba đứa con lên một chiếc ghe nhỏ tạm lánh ra khơi, tạm lánh ra khơi chờ tình hình yên ổn sẽ về. Những chiếc ghe đã đưa cả đoàn người vượt biển sang Mỹ. Sang đến miền đất hứa, Khánh Ly phải làm nhiều việc rất vất vả để kiếm tiền nuôi con. Về sau Khánh Ly sang được một cái sạp nhỏ để bán hàng, nhưng cũng thua lỗ. Trong lúc tùng bấn, Khánh Ly gặp và kết hôn với NHD, là chủ bút tờ báo Hồn Việt, một trong số những tờ báo của người Việt xuất hiện đầu tiên tại hải ngoại với những bài viết chống đất nước khá quyết liệt trong thời gian sống và biểu diễn tại mỹ khánh ly thường xuyên tham gia nhiều chương trình ca nhạc sống việt nam của số văn nghệ sĩ phản động tại hải ngoại tham gia nhiều cuộc biểu tình và những hội đoàn cực đoan khánh ly còn là thành viên tích cực vận động quyên góp tiền giúp đỡ lính việt nam cộng hòa điện ảnh viết báo chống cộng với quan điểm nhân đạo và đại đoàn kết dân tộc nhà nước việt nam vẫn đồng ý cho khánh ly và gia đình về nước thăm quê hương và nhân thân mỗi lần về việt nam với mục đích thăm chị ruột khánh ly đều bộc ạch rất buồn về những việc làm không tốt trước đây và muốn quên đi quá khứ và thừa nhận những việc làm của mình đối với đất nước trong khoảng thời gian từ 1975 đến 1985 là không thể chối cãi được. Khánh Ly cho biết, thực tâm, cô rất buồn khi phải rời Việt Nam, thanh minh cho những hoạt động của bản thân ở nước ngoài là do hoàn cảnh và sức ép của các nhóm chống cộng cực đoan tại hải ngoại. Khánh Ly cũng cam đoan nếu được về nước biểu diễn sẽ sẵn sàng dùng ngòi bút của mình phản bác lại những tổ chức chống cộng ở hải ngoại. Tuy nhiên khi về Mỹ, Khánh Ly phủi hết những gì mình đã ân hận. Trong quá trình biểu diễn tại hải ngoại, bên cạnh những tuyên bố nhận xét, Khánh Ly thường xuyên trình bày biểu diễn những bài hát chống cộng. Trong chương trình VCD 30 năm viễn xứ do Thúy Nga Paris by Night sản xuất, Khánh Ly hát những câu 30 năm cuộc tương tàn người giết người không kịp mở mắt, nửa nước này cố giết một nửa nước kia để lập chiến công cũng trong chương trình này khánh ly cùng thế sơn thái hòa tam ca bài hát tôi bỏ nước đi để tránh hai chữ tội đồ anh trả tự do bằng máu xương em đổi bằng thân xác vì tự do ta mang đời lưu vong trong chương trình huyền thoại lê minh bằng cực kỳ phản động do asia phát hành khánh ly không từ bỏ cơ hội tham gia tại hải ngoại khánh ly lôi kéo một số ca sĩ trẻ đứng về phía mình điển hình là thế sơn một người sinh sau đẻ muộn trưởng thành từ cái nôi âm nhạc trong nước nhưng lại thường xuyên mặc trang phục và hát bài ca ngợi lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều nghệ sĩ hải ngoại nhận xét Khánh Ly là ca sĩ thích nổi loạn, thường có quan điểm chống đối chính phủ ngay từ trước năm 75. Ngày 20 tháng 2 năm 2004, tại khách sạn Capitol Hilton, Washington DC, Khánh Ly và Nam Lộc trong vai người dẫn chương trình biểu diễn mang tên Xin Đừng Quên Tôi do Trịnh Hội và Nguyễn Đình Thắng tổ chức đã đề nghị bằng kiều xé lá cờ đỏ sao vàng trước mặt khán thính giả. Ngày 24 tháng 11 năm 2002, tại khu Little Sài Gòn, bang California, Khánh Ly có mặt trong đại nhạc hội tạ ơn chiến sĩ tự do kỳ 2 gây quỹ để xây dựng tượng đài chiến sĩ tự do Việt Mỹ. Tại đây Khánh Ly hùng hồn tuyên bố, tôi rất hân hạnh được cùng các anh chị em xuống đường để chúng ta bắt đầu phát động chương trình góp một bàn tay để bước qua giai đoạn thứ hai là kết thúc công việc xây dựng tượng đài. Tôi nghĩ là mặc dù có trễ nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta cũng tiến hành đến những bước cuối cùng. Đây cũng là một cái nhà của tất cả những người đã hy sinh cho chúng ta trên quê hương. Tôi chắc là linh hồn của những chiến sĩ đó muốn theo chúng ta qua bên này ở xứ sở tự do và không có Cộng sản. Tôi mong là tất cả mọi người cùng đóng góp để chúng ta có nơi có trốn gặp nhau, nơi trốn xứng đáng để treo lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và những người ngoại quốc nữa, họ cũng đến để tưởng nhớ lại những người bạn cùng chiến đấu với họ trong cuộc chiến vừa qua trong dịp này thế sơn cũng mạnh miệng thế sơn thấy việc xây dựng tượng đài ở ngay thủ đô của người tị nạn này là rất cần thiết thế sơn thấy ở thủ đô tị nạn này phải có một công viên có tượng đài phải có một lá cờ việt nam cộng hòa vĩnh viễn tung bay mới đây nhất trong chương trình huế sài gòn hà nội do trung tâm ca nhạc thúy nga thực hiện khánh ly cũng xuất hiện trong nhạc kịch có tên gọi nhạc kịch huế mậu thân trong đó trên nền sân khấu là chiếc cầu trường tiền đổ sập, quang lê dân dỉ bài hát những con đường trắng của trầm tử thiêng, tô kiều ngân với hình ảnh minh họa là những người dân mặc đồ tang trắng lê lết trên sân khấu. Để tô đậm dụng ý xuyên tạc sự kiện lịch sử này, những người giàn dựng chương trình còn đưa cả một em bé mới chừng vài tháng tuổi lên sân khấu khóc eo e, non rất khó coi. Ngay sau đó Khánh Ly xuất hiện nước nở hát bài, bài ca dành cho những xác người trên phong nền tang thương ấy. Dù đã vượt biên rời khỏi Việt Nam, Khánh Ly cũng như mọi người Việt trên thế gian vẫn đau đáu, một niềm thương nhớ quê hương trong tim, mong muốn quay về Việt Nam hát. Khánh Ly và gia đình vẫn thông qua một số trung tâm tổ chức biểu diễn trong nước xin phép về nước biểu diễn, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Ngay khi rời quê nhà, Khánh Ly lại tiếp tục trở mặt. Không chỉ Khánh Ly, hiện có cả những nghệ sĩ thành danh từ trong nước, được nuôi dưỡng tài năng, được phong tặng các danh hiệu cao quý cũng có những bước đi lầm đường lạc lối, hung hăng tuyên bố những quan điểm phản động. Cơ quan hữu trách của Việt Nam cần có thái độ dứt khoát rõ ràng hơn nữa, phải ngưng cấp phép biểu diễn trong nước, tước danh hiệu của những người này khi cần thiết.